Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Huy Hoàng là vận động viên châu Á duy nhất trong top 20 nội dung bơi 800m Olympic. Không thể vào chung kết nội dung bơi 800m tự do nam, nhưng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn là vận động viên duy nhất của châu Á nằm trong top 20 ở nội dung này. Thành tích của Huy Hoàng ở đợt bơi thứ hai, vòng loại nội dung 800m tự do vào hôm qua, ngày 27 tháng 7 là 7 phút 54 giây 16, xếp thứ nhì ở đợt bơi này, chỉ sau một vận động viên của New Zealand. Tuy nhiên, do ở các đợt bơi khác thuộc vòng loại nội dung 800m tự do nam, các vận động viên quá mạnh nên thành tích vừa nêu của Huy Hoàng chỉ xếp thứ 20 phần 33 vận động viên tranh tài. Thành tích này không thể giúp anh lọt vào đợt bơi chung kết. Mặc dù không lọt vào chung kết, nhưng thành tích Huy Hoàng vẫn giúp anh xếp đầu trong nhóm các vận động viên châu Á. Vì không có kình ngư nào của châu Á nằm trong top 20 của nội dung bơi 800m tự do nam. Rủi ro cho Huy Hoàng là anh chưa thể chạm đến thành tích tốt nhất của mình, đó là 7 phút 50 giây 20 hồi Olympic trẻ tại Argentina năm 2018. Thành tích cách nay 3 năm của Huy Hoàng tốt hơn nhiều so với thành tích mà anh vừa giành được ở Olympic Tokyo 2020. Vận động viên bơi các cự ly dài hàng đầu của Việt Nam không may khi gần 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Huy Hoàng không những không thể thi đấu quốc tế, mà còn hầu như chỉ tập chay ở trong nước, thậm chí có thời điểm, do chuyên gia người Trung Quốc về nước về không thể trở lại Việt Nam ngay được, hồi cuối năm 2019, cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Huy Hoàng phải tập online mà thiếu chuyên gia bên cạnh, đấy chính là lý do mà thành tích của vận động viên này bị ảnh hưởng, không thể chạm đến thành tích tốt nhất mà mình từng có được thậm chí kém luôn thành tích tốt thứ hai mà Huy Hoàng từng đạt được tại giải vô địch thế giới hồi tháng 7 năm 2019, với 7 phút 52 giây 74, mặc dù vậy, với việc Huy Hoàng là vận động viên châu Á duy nhất nằm trong top 20 nội dung 800m tự do nam Olympic, kỳ ngư này vẫn còn triển vọng phát triển trong tương lai, nhất là ở các đại hội ở châu Á như Asian Games và SEA Games. Ngoài ra, nếu điều kiện tập luyện tốt hơn sau dịch COVID-19, Huy Hoàng hứa hẹn sẽ phát triển tốt hơn nữa cho kỳ Olympic tiếp theo, sau đây 3 năm. Còn tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng vẫn còn thi đấu ở nội dung bơi tự do 1.500m nam. Vòng loại của nội dung này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây, có 29 vận động viên tham dự vòng loại nội dung nói trên. Riêng thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do nam là 14 phút 58 giây 14, từng giúp anh giành huy chương vàng SEA Games 30 vào cuối năm 2019, thiện nhân.